Dù như thế nào chăng nữa, Phương Hằng vẫn mãi mãi ghi đậm dấu ấn trong lòng triệu triệu người dân. Không ai có thể phủ nhận được những việc tốt đẹp mà chị đã làm. Đúng, sai của chị đến đâu như thế nào, chúng ta vẫn phải luôn tin tưởng và tôn trọng và thượng tôn pháp luật. Những người hiểu chị, cùng đồng hành với chị suốt gần một năm qua đều nhận thấy chị là một người phụ nữ kiên cường, đầy tình người, tình yêu thương trong con người của chị. Một người phụ nữ tiên phong dám hy sinh cả bản thân để vạch trần những thế lực, những mảng tối tiêu cực đứng sau hào quang giả dối trong xã hội. Việc chị làm quan trọng nhất ở đây đối với mỗi chúng ta đó là đừng bao giờ thần tượng ai đó quá mức, quá u mê mà gửi niềm tin hết cho họ, để rồi chính chúng ta bị lừa, bị trả giá quá đắt. Cháu Thiện nói rất đúng. Mặc dù rất rất buồn, nhưng trong thời điểm này rất nhạy cảm. Mọi người có yêu quý chị, ủng hộ, cầu mong cho chị được bình an, đừng nên quá bức xúc mà có những hành động từ ngữ thiếu văn minh. Cảm ơn cháu Thiện. Câu chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chúa Lùn. Em Nguyễn Phương Hằng là Bạch Tuyết. Em thật là đẹp trong lòng người dân. Cầu nguyện trời Phật phù hộ cho em Nguyễn Phương Hằng bình an và mạnh khỏe. Mạnh mẽ lên em. Các cháu bị bệnh tim bẩm sinh và não ung thủy đang chờ em đó. Càng thương em nhiều hơn. Không quen không biết, chỉ là người dưng mà sao nhớ thương hoài, mà khóc giống như bài hát. Thương hoài 5000 xé nát con tim, kêu trời có thấu. Chị Hằng vẫn biết điều này trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng giọt nước vẫn phải tràn ly rồi, không im được nữa. Chị Hằng mệt mỏi và kiệt sức, nên chị không giữ được cảm xúc của chị mới xảy ra chuyện. Chị Hằng đáng thương hơn đáng trách. Anh chị đã làm rất nhiều việc tốt nên có đủ phước đức để vượt qua. Em mong chị Hằng giữ gìn sức khỏe nhé. Mọi người ai cũng hiểu chị, thương cho chị nhiều lắm. Không biết đến bao giờ mới có một người phụ nữ thành đạt, giàu có lại yêu nước thương dân nghèo và dũng cảm như Phương Hằng. Thực sự cảm phục, nhưng rất tiếc chỉ một phút không biết tiết chế mà vướng phải lao lý. Nhưng mong Nguyễn Phương Hằng hãy tận dụng và nghĩ đây là cơ hội để trình bày trực tiếp với cơ quan chức năng những việc đã từng phản ánh. Và hy vọng Phương Hằng sẽ bình tĩnh, vững tin để chứng minh sự thật mãi là sự thật. Nhiều triệu dân luôn yêu thương và tin tưởng em. Muốn khóc nhưng chả hiểu sao cặp mắt cứ cay. Thương yêu mãi người phụ nữ vì nước vì dân mà cống hiến. Cầu chúc cho chị luôn bình an, may mắn. Chào em, chị là người Bắc. Từ hôm qua biết tin chị Hằng bị bắt, chị buồn quá, như mình mất đi một thứ gì đó rất to lớn. Mong sao pháp luật vào cuộc để làm sáng tỏ tất cả mọi vấn đề mà thời gian qua chị Hằng kêu gọi. Không thể một người tốt mà bị chà đạp như vậy được. Còn tất cả những con người làm sai, chỉ chính họ mới biết, và cái giá của họ phải trả rồi sẽ tới. Từ ngày hay tin cô như vậy, thật đau lòng. Mình không thể ngủ được, không khóc nhưng nước mắt tự nhiên rơi. Nhớ cô, thương cô thật nhiều, như chính người thân của mình vậy. Cầu nguyện cô Hằng sẽ được bình an và may mắn từ những phước đức của cô đã làm cho người dân nghèo. Mình rất tin luật nhân quả. Chị Nguyễn Phương Hằng là một người phụ nữ đẹp, nhân hậu, tài đức vẹn toàn, yêu nước thương dân, hy sinh bản thân làm những chuyện tốt đẹp cho xã hội cộng đồng. Bình an luôn bên chị, mãi tin yêu chị. Rất buồn khi nghe tin này Thiện ơi. Chị Nguyễn Phương Hằng đã hy sinh cuộc sống giàu sang để lên tiếng bảo vệ công lý cho người nghèo, người thấp cổ bé họng. Hãy xem như chị ấy đã được nghỉ ngơi và trao dồi thêm sự trải nghiệm. Chúc sức khỏe, bình an đến chị đẹp nhé. We love chị Nguyễn Phương Hằng. Trên thế giới này chẳng có ai có thể làm được điều tuyệt vời như chị Hằng, anh Dũng. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe. Chân thành cảm ơn anh chị Dũng Hằng rất nhiều, rất nhiều. Chị Hằng có bị bắt thì mới to chuyện được. Trời Phật luôn luôn phù hộ độ trì cho chị. Mãi yêu chị nhiều lắm, nhiều 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 lắm. Cô ủng hộ em Hằng mãi mãi. Cô xem em ngồi nói chuyện
mà cô đau lòng, nước mắt cô cứ rơi. Cô 68 tuổi rồi, cô không ngủ được, lo lắm, ở trong đó lóng nắm. Em Hằng sợ không chịu nổi. Cô cầu nguyện cho em Hằng được bình an và nhiều sức khỏe. Em Hằng là người có tấm lòng Bồ Tát, trời Phật độ qua kiếp này. Chị Hằng cũng vì dân trong lúc nóng giận đã vô tình phạm tội. Thực ra chị Phương Hằng đáng thương hơn đáng trách. Nhưng biết làm sao khi pháp luật nghiêm minh, dù bất kỳ ở nước nào thì pháp luật giải quyết vì lý chứ không thể vì tình được. Đây cũng là bài học cho chị Hằng và cả chúng ta nên bình tĩnh trong mọi việc. Ở trên không gian mạng, giờ chỉ chờ đợi vào sự khoan hồng của pháp luật. Chúc chị mạnh mẽ để đón nhận những gì sẽ tới. Cô Hằng ơi, bây giờ chỉ cầu nguyện cho cô luôn tin tưởng vào ngày mai trời lại sáng. Mặc dù chúng tôi không phải là người thân, mà khi drama này nổi lên, chúng tôi mới biết hai vợ chồng làm được nhiều việc tốt, hướng thiện cho đời, là một kỳ tích của con người Việt Nam luôn hướng về chân lý, vì sự thật mà cô vướng phải vòng lao lý. Nhưng thôi, chuyện qua rồi. Câu đoạn buồn đêm mưa, bài hát thường nghe bây giờ chỉ còn lại ta với ta trong lòng mỗi người. Nhưng cô không phải cô đơn, mọi người luôn ở cạnh cô, nói lên tiếng lòng của một trái tim không biết mệt mỏi. Mong cô hãy nhìn lại quãng đường còn lại. Cái gì đi thì qua rồi, nuối tiếc làm sao khi bước qua khe cửa mới thấy được ngoài đời bao nhiêu cảnh ngang trái. Con theo dõi câu chuyện của cô từ đầu, like nào của cô con cũng xem hết. Nhưng khi hay tin cô bị bắt, con không tin. Con không hiểu sao con buồn và không ngủ được. Con khóc rất nhiều khi hay tin cô gặp chuyện. Con cầu xin mẹ Quan Âm phù hộ và che chở cho cô vượt qua để trở về với gia đình sớm nhất cô nhé. Con luôn tin rằng cô là người sống tốt, rất có tâm và có đạo đức. Và cô là một trái tim và tấm lòng ấm áp, yêu thương người nghèo và trẻ em bệnh tật. Cô chú giúp người một cách vô điều kiện. Con cảm động và biết ơn cô rất nhiều. Trong suốt một kiếp người, cô đã mang lại những giá trị tốt đẹp và sự hy sinh vô điều kiện của cô cho người nghèo và trẻ em bệnh tật. Cô ơi, cô đừng lo lắng. Cô không một mình. Con và rất nhiều người đang luôn bên cạnh và ủng hộ cô đến hơi thở cuối cùng. Cô không lẻ loi cô nhé. Đối với con, cô là một nữ tướng, một người phụ nữ mang tâm hồn, tính cách của một người anh hùng, oai phong, tràn đầy dũng cảm. Dù phía trước có xảy ra kết quả gì đi nữa, con luôn bên cô và ủng hộ cô. Con yêu cô vô cùng. Một lời con không thể nào nói hết được sự trân trọng của con dành cho cô. Những cống hiến, những giá trị rất thật mà cô đã mang lại cho đời. Một lần nữa con xin chúc cô thật khỏe mạnh. Và con tin rằng cô sẽ nhanh được về với vòng tay yêu thương của gia đình và hàng triệu người yêu thương cô nhé. Mãi mãi bên cô. Hai đêm con không ngủ được vì nhớ cô. Ba mẹ con đều khóc. Tại sao người tốt mà lại bị như vậy? Cả gia đình con đều rất buồn và đau lòng. Mẹ con nói, chị ấy ở ngoài chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Bây giờ mọi đau khổ mình cô Hằng phải chịu. Sự việc trắng đen quá rõ. Những kẻ lừa đảo hại người dân ai cũng nhìn thấy. Biết bao nhiêu thiện nguyện cô chú âm thầm lặng lẽ làm cho người dân nghèo. Quỹ mổ tim, mổ não ung thủy, quỹ giờ vàng, xây cầu làm đường, xây trường học, xây nhà tình thương, xây chùa, hỗ trợ giúp đỡ người mới ra tù, nhà máy lọc nước, oxy cứu biết bao nhiêu người trong mùa dịch đại nạn, găng tay giúp đỡ bệnh viện trên các tỉnh thành đất nước Việt Nam. Sau drama này chúng ta mới biết và cảm ơn cô chú đã dành trái tim ấm áp, trọn vẹn cho người dân nghèo thấp cổ bẽ họng. Phước cô tạo ra quá nhiều. Giờ này con chỉ mong cô sẽ nhận lại được sức khỏe, bình an và đủ sức mạnh vượt qua mọi đau thương. Người dân đã chiến thắng rồi cô ạ. À, cô chú là người hùng mãi trong tim của gia đình con. Biết ơn và biết ơn. Nếu được nói một lời với CEO Nguyễn Phương Hằng, quý vị khán giả sẽ nói gì? Hãy viết ra dòng tâm tình của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.